Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Tuấn Hồng Lazada. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một video liên quan đến cái khoan pin O2O. Mình mua lâu rồi, con này phải mua được 3-4 năm gì vậy. Thời gian dùng thì vẫn ngon anh ạ. Đây, vẫn khoan tít mù luôn. Con này thì mình đã độ sang cell khác rồi thì phải. Con này mình đã độ sang cell dòng xả cao rồi, trước mình có làm video rồi. Nhưng mà mình không nói về cái khoan này đâu, mà liên quan đến cái pin này này. Đây là cái sạc đi theo máy. Cái sạc này thì mình bị cái lỗi là cắm vào nó cứ báo đèn xanh ấy ạ. À, nó báo đèn đỏ. Cắm vào nó cứ báo đèn đỏ, sạc ngày sạc đêm hầu như nó không sạc được. Đó. Mình có mua một cái sạc khác rồi. Cái sạc đây là cái sạc zin đi theo của nó này, gọi là zin nhưng mà cũng đều lắm. Mình có mua một cái sạc này 24.000 mua ở ngoài dùng. Với cả trong thời gian vừa rồi ấy, thì mình đã sửa cái sạc này anh ạ. Mình phát hiện cái lỗ của nó, sửa được. Vậy nên là mình làm video này chia sẻ mọi người về cách sửa cái lỗi cái sạc khoan này. Nó báo cái lỗi đèn đỏ hay đèn xanh gì đấy. Ok. Đây, mình cắm thử cho mọi người nhé. Đây, cái sạc này là sạc mới này. Mình cắm thử cho mọi người nhé. Đây, ổ điện này. Bình thường khi mình cắm ổ điện nó sẽ lên đèn màu xanh. Đó. Còn khi mình cắm vào pin thì nó sẽ báo rằng đèn đỏ. Đó. Còn cái sạc của mình nó lỗi là nó cứ báo đèn đỏ. Nó báo đèn đỏ liên tục. Kể cả mình rút cái này ra này thì nó vẫn báo đèn đỏ. Đó, nó không sạc được nhá. Đây là cái sạc lỗi. Đó. Tí nữa mình sẽ tháo bung cả hai cái này ra cho mọi người xem là ok, hai cái sạc này nó khác nhau nhỉ đây. Đó. Cái sạc này mình sửa rồi. Sạc lỗi đây. Cắm nhá. Đấy, lên đèn xanh này. Cắm vào này, lên đèn đỏ này. Đó. Rồi. Rồi, đây là cái con sạc zin mình sẽ tháo ra này. Đấy, thông số của nó trước này. Thông số con này chỉ là 12V. Và dòng ra nó là 500mAh cộng trừ nhá. Đó. Cái sạc này nó ra tất cả cộng trừ hết. Pin cộng áp thì là cộng trừ 5%. Còn dòng thì cộng trừ 5mAh. Còn cái sạc là mình mua sạc lô ở cái sạc ngoài này. Cái này thì nó ra là 12,6V anh ạ, nó cao hơn. Và dòng của nó ra là có thể tới là 1000mAh giờ. Cái sạc này nó sẽ nhanh hơn nhá. Để này mọi người nhìn thấy không? 1000mAh giờ này. Còn cái sạc đi theo máy nó chỉ cỡ thôi này. Mà nó đấy. Hai thằng này ngoại hình thì giống y hệt nhau anh ạ, cái khuôn giống y hệt nhau. Còn cái sạc mình mua ngoài thì nó cái led của nó led trắng. Còn cái thằng này là led trong. Đây, đầu thì đầu của cái thằng mình mua ngoài ấy, thì là màu vàng. Còn cái thằng đi theo khoan auto nó là sạc này, màu đen. Chân cũng khác nhau nhé. Mấy một cái vàng cái đen. Đó. Cái này hai mua ngoài là 24.000 nhá, mình phải mua đấy. Khổ quá, bây giờ về sửa đây lại sửa được. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái sạc của nó này. Đây. Bên trong này. Cái dây của nó làm rất mỏng đây. Đây là cái sạc của nó. Mạch của nó cực kỳ đơn giản luôn anh em, linh kiện cực kỳ ít luôn. Đây. AC vào 220 đây. 220 rồi qua con cầu. Con cầu này xong rồi qua mấy con tụ lọc này. Con tụ 2,2 ni 400V này, qua con này. Sang con biến áp này. Con này con biến áp xung phải theo mình. Thật sự ấy, chia sẻ nghe là mình không phải là thợ điện tử. Trước mình cũng được học điện tử đấy, nhưng mà mình học cứ được 2 buổi mình nghỉ thì nghe kiến thức của mình nó cũng không nhiều lắm. Đại khái cũng có học về điện tử, cũng có biết một chút đó, nhưng mà không chuyên anh em. Được đi học nhưng mà nghe cũng ua biết địa chỉ các kiểu. Rồi. Đại khái cái mạch này mạch nguồn xung nhá, điện áp là 220 này. Thì nó vào cái con cầu này. Sau nó qua mấy con tụ lọc nguồn này. Đó, đây là một con cầu diode này.
xong qua mình cũng không dành mạnh qua cái biến áp xung này. Đó, cái này con IC này mình biết là con IC tạo dao động này. Đó. Thì nó sẽ nó kiểu kiểu nó tạo ra cái dòng điện trong này. Và đây có một con tụ lọc nguồn này nữa này. Thì nó ra cái này. Mình nhưng mà mình biết cái con IC này. Con IC này là con 358 là con IC so sánh điện áp anh ạ. Để nó khi nó biết là cái điện áp đủ ấy, khi nào nó có tải vào thì nó cung cấp tiếp cái dòng để sạc ấy. Còn khi nào mà cái điện áp nó cân bằng ấy thì nó sẽ báo là kiểu nó chuyển sang cái đèn là đèn đầy ấy. Nên là mình biết cái con IC này mình mới sửa được cái lỗi này nhá. Đó. Còn cái phần này thì mình mù thịt đấy anh em. Thực ra nó cũng đơn giản thôi này. Đây. Có cái cầu này xong rồi qua với con tụ lọc nguồn này, qua cái con diode chỉnh lưu này, đó, sang đây. Con IC này thì nó vừa là tạo dao động, nó vừa là cái ấy luôn, đó, tạo dao, chủ yếu là IC tạo dao động đó. Qua cái biến áp xung. Nên là chỉ mấy cái con này thì ra rất là dễ, mình chỉ cần đo linh kiện xem chip con nào thì thay thôi, chứ còn nguyên lý anh em thì trên mạng nhá. Rồi, đấy là cái con tí nữa mình chỉ cho anh em lỗi ở đâu. Còn cái con mình mua zin này, mua 24.000 để mà dùng này. Nguyên lý của nó sẽ giống nhau nhá, nhưng mà linh kiện thì nó sẽ khác nhau. Đây, cái con mình mua ngoài này. Kiểu mạch thì nó cũng kiểu kiểu như vậy. Đây, con này thì nó lại dùng chân kẹp anh ạ. Kẹp, không dùng dây câu như này mà dùng chân kẹp. Cũng qua con cầu diode này, cũng qua con tụ lọc này, cũng sang con IC tạo dao động này, xong một cái miếng áp xung này, cũng có con tụ lọc nguồn này, cũng vào, cũng chỉ có một con led ra thôi. Đó. Đấy. Đấy, hai mạch này như nhau nhá. Nhưng mà linh kiện nó sẽ khác nhau. Theo mình thấy thì linh kiện ở bên cái con sạc của cái auto này nó ngon hơn, tại vì nó có con IC 358 này. Nó nhìn IC thì con cái chạc mình đi theo máy thì ngon hơn đấy. Nó có con IC này. Thằng này thì không có. Đó. Thằng này không có luôn. Hay là nó cũng có một con SS10 này, chắc có tính năng như vậy. Nhưng mà linh kiện bên này mình thấy ít hơn đấy. Rồi. Cái con này thì khi mà mình tháo ra mình xem ấy, mình chưa đo đâu, thì mình thấy một cái chân nó bị nổ, là cái chân R6 này. Cái chân R6 này nó bị nổ, tức là nó bong mất cái con điện trở đây này. Con điện trở này là mình đã thay rồi nhá, nên là nó không phải là con điện trở nguyên bản đâu. Nó bung mất con R6. Đó. Đây, hình như mình vẫn còn con R6 đây này. Lúc cái sửa mình vẫn còn cái xác ở đó đây này. Mọi người này. Đây này. Đây chính là cái con IC của nó, cái con điện trở của nó này. Đấy. Lúc mình sửa xong rồi, mình khó ra thay này. Mình cũng không đọc được cái điện trở của nó bao nhiêu anh ạ. Nó đứt mất một nửa. Rồi kể tiếp với mọi người. Thế là nó đứt cái này. Thì mình không biết được cái điện trở này là bao nhiêu. Thế là mình đã câu một cái dây đồng nối sang cái con đồ 6 anh, tức là nối từ cái chân này này, chân này sang chân này bằng một cái dây đồng. Thì kết quả là cái sạc này nó đã chuyển sang cái đèn xanh như này. Tức là mình cắm vào nó lên cái đèn xanh. Nhưng mà mình cắm vào pin ấy thì nó vẫn hiện đèn xanh. Đó. Thế là mình có đi tham khảo rất nhiều các cái hướng dẫn ấy. Thì mình biết rằng một số bác là hai con điện trở này là hai con điện trở mồi để tạo ra cái dòng nó biết là cái IC nó so sánh ấy. Đó. Thế là mình và hai con điện trở này ấy, thì theo các anh em chia sẻ nó là hai con điện trở rất là nhỏ. Nó rất là nhỏ, nó chỉ rơi vào tầm 0, mấy ohm thôi. Thế là anh em ý này, con này nó là con 392, là con 39 ohm thì phải. Đó. Còn đây mình thay hú họa của con vào. Con 101, tức là con 10 ohm. Đây, không biết mọi người nhìn không? Đấy, khoảng con 10 ohm. Thì con điện trở này mình lấy ở đâu? Thì con điện trở này mình lấy ở trong cái mạch con chuột. Đây, chính là cái mạch mình lấy con điện trở. Đây này, anh em để ý này. Đây mình nhổ cái con ở đây.
con này ở đây nó ghi là RI hay cái gì thì mình chẳng rõ nữa. Mình thấy nó ghi ở trên này là khoảng mùa 101, mình đoán chắc là 10 ôm đó. Có đây nó còn một con nữa là con 152, mình định nhổ con 152 này thôi, nhưng mà thế nào mình thích con 101, mình nhổ con 101 thì lại được nhá. Vì như này, hai con này là nối song song với nhau thì R1 nó sẽ ra công thức là 1 trên R cộng 1 trên R tổng bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2 ấy. Tính kiểu hiệu trên cho, tổng chia cho trung bình ấy. Đó. Thì nó sẽ ra cái điện trở đấy rất là nhỏ nhá. Anh em cứ lấy 101 thế kìa. Nối tiếp song song ấy, nó sẽ có công thức tính ấy. Thì mắc song song và điện trở nó sẽ giảm đi mà. Thế mình lấy một con tương đương với nó là 392 này. Ở đây mình lấy con 101 này, mắc vào đây. Thì nó dùng ok. Đó, mình đã đo thử rồi. Thế sạc ra dòng ok. Còn trước đây ấy, thì mình thử câu dây ấy. Mình lấy một cái dây của cái cuộn đồng hồ ấy. Đây, trước đây mình dùng cái dây này mình câu sang này. Cái dây này mình cứ tưởng là nó câu sang thì nó có điện trở, nhưng mà kết quả là nó không được. Đó, mình phải dùng cái điện trở dán này nhá. Đó, đây này. Thì thay sang là ok luôn. Đây là anh em bị cái lỗi giống mình ấy, tức là cứ cắm sạc nó báo đèn đỏ hoặc là nó báo đèn xanh ấy, nó cứ báo đèn kẻ mình cắm đi cắm lại mà mình đo nó vẫn ra điện áp nhá. Thứ nhất nó vẫn phải ra điện áp, mình đo là vẫn ra được 13V thì phải. Đó, thì anh em thay cho mình cái cặp điện trở này này, mình đo xem có con nào chết không ở cái đoạn này này. Đó, ở cái dưới con IC này này, con này. Đó, thì xem nó có đứt không thì thay nhá. Thường mình thấy cái dòng sạc của khoan, những cái khoan tàu như này, nó hay đứt ở những bị ở cái con này này. Đó, anh em sang con này. Cái con này là cái con mình mua đây. Con này thì của nó không có con IC358, con IC so sánh điện áp, mà nó chỉ có một con là SS10. Mình chưa biết cái con này là con gì, nhưng mà đây thì nó có một con điện trở là 122 này. Nghe để ý đấy, cái con này thì nó có một con điện trở 122 này. Đó, thì mình cũng đoán là nó sẽ cần một con điện trở. Đây, cái con điện trở trên chuột này thì nó cũng là 122 nhá, 152. Con này thì mình thấy nó là 122 nên mình thay hú họa vào con 110 ohm thì nó cũng được nhá. Đó, con này thì nó không có IC so sánh như con kia. Con này theo riêng của nó con IC sánh 358 này. Thằng này không có luôn. Mà thằng này là của nó nhiều linh kiện hơn anh ạ. Cũng có con cầu này. Cũng có... Con này nó có nhiều điện trở hơn ấy. Đó, mình nghĩ là nhiều điện trở hơn nó sẽ bảo mạch tốt hơn. Cũng có một con IC tạo dao động này. Đó, thằng này mình thấy nó còn có nhiều diode hơn này. Đó, thằng này thì nó không có con diode nào. Đó, rồi bây giờ mình sẽ lắp vào thử lại cho anh em nhé. Đây này, bình thường nó lỗi nó cứ báo đèn đỏ như này, nó cứ báo đèn đỏ như là cái này này. Đây, mình cắm kẻ cắm pin mà nó vẫn đèn đỏ, rút ra thì nó vẫn đèn đỏ. Đó, còn sau khi mình thay cái cuộn dây vào ấy thì nó báo đèn xanh này. Kể cả mình cắm vào tải thì nó cũng báo đèn xanh. Chứ đến khi mình thay con điện trở 101 hoặc là anh em có thể thay con 152 này cũng được này, thì mới sạc đấy nhá. Đó, đó, tương tự như đây là cái sạc không lỗi đấy. Nó phải lên đèn xanh như này. Cắm tải vào thì nó sẽ phải, vì nguyên lý nhá, nó sẽ so sánh điện áp. Nếu mà cái điện áp này nó bằng với cái điện áp mà trong IC lập trình ấy thì nó sẽ báo đèn xanh, tức là nó báo đủ điện áp rồi, chứ nó không tự ngắt đâu. Cái dòng này nó không tự ngắt anh ạ. Thế mới đều. Rồi, một lần nữa cả các bạn đã theo dõi clip và để thấy video hay mình nhớ các bạn nhấn like, sắp tới ở kênh của chúng tôi đón các video tiếp theo. Okay, xin chào và gặp lại nhá. Đó.